Thần thú hết ni muốn lên cây giống Tion à. Ôi tội nghiệp quá hả. Nó muốn lên cây giống với Tion mà nó la hét thôi, để em đi xuống. Gì cũng muốn à, thấy tôi ở đâu cũng muốn ở bên đó à. Đúng là thần thú. Đi thôi. Tôi đánh hơi được mùi tải em bé rồi. Chứng tỏ ở trong này là nước. Nhà dân họ xả ra, họ vứt rác ra đây nè. Tôi đã nghe được mùi tải em bé, lỗ mũi của tôi thính giống như là thú vậy trời. Để có thể ngửi được những mùi tanh thôi. Đi thôi.